Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của kỳ hậu Nguyễn Hoàng Yến tại đấu trường thế giới. Mời bạn xem trận đầu tiên, Nguyễn Hoàng Yến cầm đen thủ hậu gặp Lâm Gia Hân của Hồng Kông cầm đá lên tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。
Chơi đến đây thì Lâm Gia Hân chạy thế nào cũng mất một quân nên đã buông cờ nhận thua. Mà bạn xem tiếp trận thứ hai, Nguyễn Hoàng Yến của Việt Nam cầm đen thủ hậu gặp đường đen của Trung Quốc cầm đỏ lên tiền, mà bạn thưởng thức.将军。Chơi đến đây thì hai bên đồng ý hòa cờ. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn.
Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.